Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi gửi tới quý vị cái đôi chanh cá chép kích thước là ngang 42, cao 1m27 và dày là 6 phân bằng chất liệu gỗ hương đỏ. Và phía sau thì nó là cái chống đồng của một khách hàng trước chúng tôi đã quay video rồi. Thì đôi cá này thì đục rất là kênh bong, gỗ dày 6 phân và đục sâu 5 phân, đục siêu kênh bong và nổi rất là đẹp luôn. Chữ ở trên là chữ Phúc và chữ Đức, hai chữ rất là to. Và cái chữ nhỏ kia là Lý Ngư Vọng Nguyệt, đều bằng chữ Hán hết, chữ Hán cổ các cụ ngày xưa. Nó rất là đẹp và rất là ý nghĩa. Thì quý vị mua hàng liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại là 0975 940 966, hoặc quý vị có thể về trực tiếp tại xưởng chúng tôi ở Đại Nghiệp Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội để mua sắm. Chúng tôi thì chuyên sản xuất các loại chanh gỗ, chanh đồng quê, chanh bát mã, chanh vi quy bái tổ, chanh tứ quý, chanh cá chép, chanh chống đồng, chanh đốc lịch, chanh đồng hồ, chanh chữ các loại. Thì quý vị có thể đăng ký kênh của chúng tôi để xem nhiều các clip tiếp theo, và xem trên trang của chúng tôi, trên kênh của chúng tôi còn rất nhiều các cái clip khác, các mẫu mã khác nhau, mấy nghìn clip luôn. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.